hôm nay có người khác lạ mua hàng. Mặn quá nhiêu ký vậy? Mặn đó. Mặn 2 da đó chị Hai, 15.000 nha. Trời ơi, có sao cà mà nó bự dữ vậy trời. À, cà chùm mới cà bót á. Cà này ngon là ốc mua nè ốc. Thôi tao cà tao còn mày. Cà có 20 luôn á. Thôi. Lấy nắm tàu que nữa coi. Bỏ nguyên bịch nữa. Lựa cho ngon cho tôi nha. Mặn 2 da em bao chị ngọt. Rồi lấy cho 2 ba trái ổi đi. Lấy cho 3 trái ổi nữa thôi. Rồi, 3 trái ổi nữa không. Giờ mặn với ổi làm 2 kg luôn đi. Chúng có giá tiền. Nhiều quá. Nhiều quá hả? Cà ngon ốc. Vậy đi. Đó, quay đi, quay đi. Cà quá ngon luôn. Rồi, một cái. Trái bự cà bá lửa. Mặn vậy đi cho ít, chừng 2 trái ổi thôi. Dạ. Ngon. Cà bự quá à. Thôi vậy thầy gọi cho thằng không cái cà. Để nó hấp hấp dẫn chứ chị. Mà xài bán sao đây? Xài cắt chu còn ít bán được 20 ngàn ký luôn á. Chú lè chắc. Bao cho chị ngọt, em chưa ăn khỏi đó chị, em bán 25 luôn. Lấy thêm trái cho 15 luôn, 16 lấy 15 luôn rồi chị. Lấy 7 ký luôn rồi chị rồi, chắc chết chị. Ký luôn rồi, cái này em bao chị ăn luôn. Nhỏ nè, bao gì nè, ký luôn nè, đó. Mày ăn không mua xài luôn cho mày nha ta. Thôi, mua cho tôi trái được rồi. Xài ngọt lắm á chị ơi, xài bao ngọt nha. Mua cho tôi trái được rồi. Bao ngọt, không bao ngọt rồi mà. Thì đúng rồi, bao hôm bữa em kể anh nghe là hôm bữa em đi ngoài đường á, có cái thằng kia nó cũng bán mà nó cũng bỏ vô cái lo nè, nó bán cái gì nè, nó nói là bao gọt mà em nghĩ là bao gọt bao ngọt. Bao gọt nha chứ không phải bao ngọt nha. 50 là 2 ngày 30 có 80 hết. Em mà chẳng ăn gì hả em mình? Không. Này có một cô mua này. Cô có mua rồi thôi. Ăn ké phải được. Ăn chục đi. Tặng Dũng á, để cho mẹ mà chị. Sao còn với 200 cái nụ ở đây. Ngày rồi có giải thích gì không? Mình ít thấy chị mình nói vậy ta. Trốn nợ. Thôi đừng nói vậy. Mua này đừng nói vậy. Rồi tiền đó nha. Tại đang quay phim đó, không phải giỡn đâu. Trốn nợ đưa lên nhà mạng ta bắt biết luôn. Ta biết bà ở đâu luôn. Mình biết qua đâu. Rồi cảm ơn, chào. Mua gì không con Hai? Mua gì luôn con quay phim luôn nè. Mua gì không con quay phim luôn. Cà nè, mua cà bự cà bá lửa nè. Đây, hôm nay Trang Ngoại Thành không có mua đồ nha mọi người. Bye bye mọi người nha, mọi người nhớ đăng ký kênh Trang Ngoại Thành.